Các bạn nha, lại là mẹ miền Tập Lục đây. Mình đang ở siêu thị điện máy các bạn, Chợ Lớn. Đây là những cái dãy sản phẩm hàng trưng bày bỏ mẫu, tức là 2018-2019 đó các bạn. Bây giờ là 22 rồi. Giống như mình từng chia sẻ với các bạn là mua máy thì mua lùi năm lại sẽ được giá rất là mềm. Chẳng hạn như là cái máy này các bạn thấy của Electrolux, loại 10 kg, giá gốc là 16.820 mà Chợ Lớn bán chỉ có 10 triệu thôi đó, nhưng vẫn được bảo hành 2 năm chính hãng nha các bạn nha. Cái lồng này là lồng 10 kg nha, nó rất là to nha, nó rất là to đó. Mình đang đi tham khảo máy để sắm cho những cái bạn chuẩn bị mở tiệm mà mình nhận lời mình hướng dẫn. Mình đang đi tìm cái chức năng làm mới. Cái chức năng làm mới nó có cái tên là Vapor Refresh nha các bạn. Các bạn rất là dễ nhầm lẫn với những cái chức năng làm mới ở những cái mẫu khác. Mình cho các bạn xem. Ở những cái mẫu khác nó dùng cái chức năng giặt hơi nước, dùng cái từ là Steam Cycle. Steam Cycle cũng là một cái chức năng làm mới, hoặc là ngăn ngừa dị ứng Allergy Care. Nó vẫn có hơi nước bốc lên, nhưng nó phải đi qua một cái chu trình giặt bằng nước, có xà bông, có nước xả đó. Rồi trước khi nó chạy vô chương trình hơi nước thì nó sẽ chạy đi qua cái chương trình gọi là Steam Cycle, tức là nước được nấu nóng bốc hơi ở trong cái đống quần áo đã ướt, tức là đã giặt xà bông và đã xả trề. Nó khác hoàn toàn với cái chương trình là Vapor Care. Cái chương trình mà Vapor Care các bạn thấy là cái chương trình rất là ngắn, chỉ có 33 phút thôi, là nó nấu nước nóng, nó bốc thành hơi và nó không làm ướt quần áo bằng nước và không sử dụng chất tẩy rửa. Cái này để mình chăm sóc áo vét, áo lụa, áo len, áo dài. Thành ra các bạn nào muốn mua này phải hết sức lưu ý nha. Những người bán họ đôi khi họ không biết các bạn, hoặc giả là họ cũng không có lưu tâm đến mấy cái này, họ chỉ nghe nói hơi nước thì họ giới thiệu cho mình thôi. Rồi, các bạn có mua máy thì lưu ý những cái này nha. Ok, bye bye.